Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình PHP và MySQL tại khoa Phạm Training. Tôi là Tuấn. Ở video trước, tôi đã giới thiệu sơ qua về nội dung khóa học Tutorial PHP của chúng ta. Và hôm nay, tôi sẽ giới thiệu vào phần 1, BDO. Vậy, BDO là gì? Ok, not bad. Ở đây, BDO là một nơi giúp chúng ta xử lý và quản trị cơ sở dữ liệu. Vậy, nó khác gì so với MySQL hoặc MySQL E chúng ta thường dùng? BDO bảo mật hơn MySQL E, cũng như bảo mật hơn MySQL. BDO giúp chúng ta hoạt động dễ dàng hơn trên các framework hoạt động dễ dàng hơn trên các framework cũng như BDO giúp chúng ta linh hoạt hơn khi sử dụng cùng với OOP hướng đối tượng ha. Và đặc biệt một cái rất cực kỳ quan trọng của BDO là BDO bảo mật. Nó là một thư viện có sẵn và nó giúp chúng ta bảo mật cực kỳ tốt ha, so với những cái MySQL thông thường chúng ta đang sử dụng thì BDO giúp ta bảo mật cực kỳ tốt ha. Đó là lý do tại sao mà tôi hướng dẫn cho các bạn sử dụng BDO mà không phải sử dụng MySQL E. Và đặc biệt, một điều đặc biệt hơn nữa là tại BDO thì nó là ngôn ngữ mới nhất. Và trong tương lai gần thì MySQL sẽ được loại bỏ thay bằng MySQL E hoặc BDO. Vậy, lý do tại sao mà chúng ta không dùng BDO mà lại sử dụng MySQL E trong khi chúng ta đều phải học lại một cái gì đó mới? Ha, rồi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nối cơ sở dữ liệu với BDO. Tôi sẽ tạo một folder tên là BDO. Tôi sẽ tạo một file tên là connect.bsp. Một file gọi là index.bsp. BSP. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ kết nối cơ sở dữ liệu với file connect.bsp. Tôi mở nó ra. Rồi, BSP. Được chưa nào? Cách kết nối của BDO nó khá là phức tạp. Nó không có phải đơn giản như là thằng MySQL hoặc MySQL E. Nó phức tạp vậy thôi chứ nó không có gì gọi là sâu xa lắm. Ví dụ đọc biến db nó sẽ chứa cái thông số như sau: mysql 2.hot bằng localhost chấm phẩy db name bằng. Tôi sẽ tạo một cái database sau ha. Đây tôi đặt tên là db.bdo. Vậy nào. Vậy, ở dòng đầu tiên, chúng ta có nhiệm vụ khai báo tên miền cũng như host của chúng ta. Đằng sau chúng ta sẽ khai báo cái tên database ha. Tôi sẽ ghi chú lại. Khai báo host và tên và tôi bài. Tiếp tục đọc biến user có nội dung là root path là tôi sẽ để rỗng ha, tùy mấy mà bạn thôi, có mấy bạn thì dùng root, có mấy bạn thì để rỗng ha. Ở đây tôi để rỗng. Tiếp tục, để kết nối với BDO
Chúng ta cần gọi Pedro ra. Các bạn thấy ha, đây là gọi phương thức last của Pedro ra, của chồng BP có sẵn ha, new Pedro. Đó là lý do tại sao Pedro là rất là thích hợp sử dụng với OOP, tại vì Pedro được xây dựng trên rất nhiều last ha, nhiều lắm. Rồi ta sẽ khai báo nhất DB, thứ hai user và thứ ba là bus. Rồi ok, vậy bây giờ việc của tôi là tạo database này, tạo database ha. Tôi sẽ mở lên và localhost PHP. Rồi ở đây tôi sẽ tạo ra my localhost PHP mysmin. Ok chưa nào? Ở đây tôi sẽ tạo chọn endless. Rồi database tôi sẽ tạo ra database trùng với cái tên này ha, db video. Rồi collection tôi chọn UTF-8 General CI, tôi click. Rồi vậy là chúng ta đã tạo xong một cái DB video chưa nào? Rồi tiếp tục, để bây giờ chúng ta có thể thực hiện một cái gì đó tương tác với video. Tôi sẽ tạo ra một cái bảng sinh viên đi chẳng hạn ha, tạo một bảng sinh viên có 4 cột ha. Rồi cột thứ nhất là ID, cột thứ hai tôi đặt là name, hoặc đặt là họ tên đi. Rồi cột thứ ba tôi đặt là email, 4 đặt để là phone chưa nào. Rồi giờ tổng cộng sẽ có 4 cột. ID là kiểu số tôi để là 10, độ dài là 10 ha, và cha 200, email và cha 200, phone để kiểu in 15. Rồi tôi chọn primary AI được chưa nào. Đây chọn một lần nữa cho chắc chắn là kiểu UTF-8 General CI. Rồi vậy là chúng ta đã tạo đã bay xong self. Rồi bây giờ tôi sẽ thử insert một vài tên vô ha. Tôi đặt tên là Vũ Quốc Tuấn, email tuấn.6493@gmail.com, phone là 0123456789. Rồi họ tên, lên đây tôi ghi là phạm trường đăng khoa, email ghi là khoa@yahoo.com, số điện thoại việc là 0122963852174. Rồi ok, đây tất cả đều là dữ liệu giả hết ha, tôi chỉ muốn ví dụ thử các bạn xem thôi. Tiếp tục tôi bấm go. Cái giá trị phone này chúng ta hơi bị dài chút xíu nên tôi sẽ sửa lại cho ngắn ngắn tí. Rồi bấm go xong. Vậy là chúng ta vừa tạo được, tôi sẽ bớt ha. Rồi yes, rồi chúng ta vừa tạo được hai cái dữ liệu được chưa nào. Bây giờ tôi thử tương tác với nó ha. Tôi sẽ mở ra cái file net viết code. Việc đầu tiên ta cần phải include cái file nói vào connect.php. Rồi tiếp theo tôi thử đổ dữ liệu ra. Để đổ dữ liệu ra chúng ta viết câu chữ vân đó, SQL bạn select sao from phần bạn nào, phần các bạn sinh viên ha, phần bạn sinh viên
chẳng phải. Rồi, ok. Sau đó, sử dụng hoạt động for x để đổi dữ liệu ra. Chưa nào. Rồi. Dùng can để chờ query as well as row. Sau đó tôi sẽ để cho rows. Để cho cái gì? Tôi sẽ cho cái họ tên. Chưa nào. Thông thường các bạn làm, các bạn phải thực hiện câu chú ấn bằng MySQL query rồi mới đổi vào. Nhưng với video bạn luôn nhanh ha, can query as row luôn là xong. Rồi, tôi thử ha. Ở đây tôi sẽ vào video. Các bạn thấy ha, Vũ Tô Phạm Duy Đăng Khoa. Nhưng ở đây nó không hiện cái dấu được. Vậy để hiện cái chữ có dấu chúng ta phải làm sao nào? Rồi các bạn thấy là ở đây chúng ta là có chữ không dấu ha. Bây giờ để sửa lỗi, chúng ta sẽ viết một câu header content type text HTML này. Được chưa nào? Rồi, ok. Thử ha, quay lại thử ha. Có dấu như nào? Ở đây chúng ta vẫn chưa có dấu được. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chưa set name lại cho nó. Rồi, có thử set name của bên đây khó không ha? Rồi, set name nè, array. Đây là cấu trúc đặc biệt của video ha. Cấu trúc đặc biệt. Các bạn cần phải nhớ câu này. MySQL attr. Attr là attribute ha, thuộc tính của init command. Rồi, ở đây ta sẽ set names utf8. Chưa nào. Sau đó chúng ta save lại. Save lại ha, save hai file lại. Và chạy lại. Các bạn thấy là đây chúng ta đã hiện ra được hai cái tên ta cần lấy ra. Tôi sẽ cho nó một cái thẻ PR xuống dòng cho đẹp ha. PR. Rồi, trở lại. Được chưa nào? Đơn giản ha. Đó là về phần kết nối cơ sở dữ liệu và thử show ra một cái gì đó, đổ một cái gì đó thuộc dạng video. Ở video sau tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn về video. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.